Chiếc bánh sinh nhật chưa tới 100 ngàn này dành tặng cho những bạn có sinh nhật vào tháng 10 và là team mê trà sữa. Để làm được cái bánh sinh nhật này dễ ẹc còn mọi người, mà Quỳnh làm cho nó khó hơn bằng cách bên trong nhân bánh lăn. Đầu tiên thì Quỳnh đi nấu caramel thì gồm có 3 muỗng đường, 2 muỗng nước và một chút xíu nước chanh. Nấu đến khi nó đổi màu rồi thì mình sẽ đổ vào khuôn. Tiếp đến phần bánh lăn thì gồm có 500ml sữa và đã đun nóng, chuẩn bị 2 cái trứng, thêm 2 lòng đỏ, 1 ống vani và 50g đường. Khuấy tan đường và trứng rồi thì mình sẽ cho cái phần sữa nóng này vào, cho từ từ, vừa cho vừa khuấy để phần trứng nó không có bị bón cục. Sau đó lọc qua cái rây cho bánh lăn nó mềm mịn hơn. Không có cái khuôn nhỏ nên Quỳnh sẽ dùng cái tô để hấp và cho nửa tô thôi. Phần còn dư thì Quỳnh sẽ cho vào trong những cái hộp nhỏ và đem hấp luôn trong vòng 35 phút. Sau khi hấp chín rồi thì mình sẽ để phần bánh lăn nguội và để vào tủ lạnh. Và nhân vật chính hôm nay chính là trà sữa, Quỳnh đã mua theo cái vị mà em Quỳnh thích. Vì tháng 10 là sinh nhật của em Quỳnh luôn đó. Hai ly trà sữa đầu tiên thì có khối lượng là 500ml thì Quỳnh đã nấu sôi và cho 5g bột rau câu cộng một chút xíu đường vào. Nấu đến khi bột rau câu tan hết thì mình sẽ cho vào trong khuôn và để cho cái phần rau câu này nó nguội và đông lại. Rau câu đông rồi thì mình sẽ cho cái phần bánh lăn vào trong giữa. Phải chi Quỳnh làm bánh flan bằng rau câu luôn thì nó đã không bị nát tè le. Tương tự hai ly trà sữa còn lại cũng là 500ml, Quỳnh đã cho 5g bột rau câu và nấu sôi. Rồi mình sẽ đổ vào trong khuôn cho lấp cái phần mặt bánh lăn. Thêm phần chân trâu còn dư hồi nãy cho vào luôn. Rồi mình sẽ để bánh nguội rồi mình sẽ lấy ra khỏi khuôn. Mua thêm 10.000 chân trâu đen để rời bên ngoài nè để dùng trang trí. Cái số 10 này Quỳnh cũng tự làm bằng ống hút luôn, thấy sáng tạo ghê chưa. Khuyên mọi người nên sử dụng bột rau câu giòn chứ đừng dùng dẻo như Quỳnh nha, bánh nó sẽ đứng và đẹp hơn. Ai không thích phần bánh flan rườm rà thì có thể bỏ qua. Bánh của Quỳnh tuy không đẹp nhưng mà ăn cực kỳ ngon luôn vì nó là trà sữa mà. Chúc các bạn sinh nhật thật vui.